Xin chào mọi người đã quay lại với kênh của Thế Giới Động. Mình biết là ở thời điểm hiện tại có nhiều bạn muốn tiết kiệm chi phí nhưng mà vẫn cần những máy có cấu hình cao và đặc biệt giá thành phải rẻ nè. Nên là mọi người hay lựa chọn việc mua Xiaomi xách tay hàng nội địa chung. Cái nhược điểm lớn nhất ở trên con máy này đó là không hỗ trợ Google cũng như là tiếng Việt. Riêng về tiếng Việt thì mọi người phải đợi tầm 15 ngày hoặc là hơn 15 ngày để unlock tài khoản thì mới up-roam được. Còn về Google thì mọi người có thể cài đặt và sử dụng liền. Nên là trong video ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn chúng ta đang xài Xiaomi xách tay này cách cài Google đơn giản chỉ với 2 bước nha. Rồi thì bây giờ cùng mình bắt đầu vào video nào. Let's go. Đầu tiên các bạn vào cho mình ứng dụng trình duyệt browser, sau đó bấm trang web Google. Khi đã vào được tới Google rồi thì mọi người tìm kiếm trang APK. Đây là nơi chúng ta có thể tải mọi ứng dụng, quá quen thuộc với mọi người rồi ha. Trước tiên các bạn tải cho mình ứng dụng CH Play. Sau khi máy đã tải xong thì bấm Install, tức là cài đặt. Tuy nhiên lúc này thì vẫn chưa xài được đâu nha. Vào sẽ bị văng như thế này đây. Đến bước số 2 thì các bạn bấm tìm kiếm cho mình app như trên màn hình. Sau khi tải xong thì mình sẽ cài đặt nhé. Nhớ là khi cài đặt phải bật các quyền mà máy yêu cầu để được cho phép. Vậy là xong rồi, bây giờ thì mọi người chỉ cần xóa đại diện CH Play trước đó và bật lại thì chúng ta có thể xài được Google rồi. Đăng nhập tài khoản Google vào và có thể xài ngon lành. Việc còn lại bây giờ các bạn có thể tải các ứng dụng cần thiết để sử dụng cho tiện lợi hơn như Facebook nè, YouTube nè, ra bàn key để có thể xài bàn phím tiếng Việt. Và đó là hai bước cực kỳ đơn giản để máy của chúng ta có Google và sử dụng được như bao máy khác. Tuy nhiên, mình không khuyến khích mọi người mua máy xách tay đâu nha, bởi vì chính sách bảo hành không tốt nè, nguồn gốc không rõ ràng nè. Và để tránh những phiền phức sau này thì mọi người hãy nên mua máy chính hãng. Tại Thế Giới Di Động bên có rất nhiều điện thoại Xiaomi chính hãng mà giá lại tốt, chính sách bảo hành tại hãng lên đến 18 tháng, còn có hỗ trợ đổi trả sản phẩm và bên cạnh đó nhiều khuyến mãi quà tặng hấp dẫn. Ngoài ra hiện tại Oppo A38 và A58 đang có hot sale tại Thế Giới Di Động, giá thì siêu hấp dẫn luôn. Mọi thông tin chi tiết về khuyến mãi các bạn có thể tham khảo tại đường link mình để ở bên dưới video nha. Và đó là hai bước cực đơn giản để chúng ta có thể cài Google cho Xiaomi nội địa. Nếu bạn có những khó khăn nào, hãy comment ở phần bình luận, mình sẽ lên video hướng dẫn nha. Nếu cảm thấy video này hay, hãy để lại một like, một subscribe cho Thế Giới Di Động nha. Còn bây giờ thì xin cảm ơn và hẹn gặp lại.